Hello mọi người. Xin chào mọi người. Các bạn có khỏe không? Hiện tại thì Phương đang ở Mỹ. Nhân dịp này thì Phương đi thăm bạn bè và người thân. Và trong chuyến đi này thì có một điều hết sức là đặc biệt, đó chính là Phương đã nhận được nút bạc đến từ YouTube. Cho nên là ngày hôm nay thì Phương sẽ tranh thủ là Phương unbox nút bạc này luôn để mà cùng chung vui với mọi người. Phương cũng nhân đây muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, bởi vì nếu như mà không có sự yêu thương, ủng hộ và theo dõi của mọi người thì ngày hôm nay Phương cũng không có được chiếc nút bạc này. Hiện tại thì hình như là cái subscribers của kênh của Phương có số rất là đẹp, 111.000 followers. Thì Phương hy vọng là đây là những người bạn sẽ cùng Phương đi thật là lâu. Chúng ta sẽ cùng có những điều thật là hay để san sẻ với nhau. Còn bây giờ thì Phương mời mọi người sẽ cùng unbox chiếc nút bạc này nha. Đây, cho mọi người thấy lại. Bây giờ đang là tháng 6 mọi người. Trước khi qua Mỹ thì Phương tính là Phương mang là quần đùi áo ba lỗ thôi, nhưng mà qua đây lạnh quá trời lạnh. Nhưng mà thôi, trong chuyến đi này thì Phương được gặp rất là nhiều những bạn bè, người thân, có những khoảng thời gian rất là vui, chia sẻ với mọi người là Phương vừa mới đi Disneyland về đó. Xong rồi bây giờ nhân dịp là còn ánh sáng ban ngày rất là dễ chịu như thế này thì Phương ra vườn, Phương unbox luôn. Bây giờ là 8 giờ tối bên này rồi đó mọi người, nhưng mà trời cũng còn sáng, dễ sợ không? Ok, được rồi. Đây. Wow. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. Dễ thương quá. Rồi. Do you remember your first subscriber, your 100th or your 1000th? Subscriber, chance are you do, and we know that you definitely remember your 100,000 subscriber. Dễ thương quá. Nó đây rồi. Trời, mình nhớ mở ra luôn á. Mọi người rất là nhiều nha. Cảm thấy rất là tự hào, cảm thấy rất là được động viên và có nhiều động lực để mà cố gắng thêm cho những dự án sắp tới. Có lẽ là trong thời gian gần thì Phương cũng sẽ không có ngay được những sản phẩm đi gửi đến mọi người, nhưng mà lúc này Phương lại có thêm động lực để mà thật là tĩnh lặng, thật là tập trung vào âm nhạc, tập trung để có thêm những ca khúc mà nó đậm dấu ấn của câu chuyện của mình và kết nối với mọi người thật là nhiều. Mong là chúng ta luôn có nhau trên con đường này nha. 100.000 followers cũng không sớm, cũng không lớn lao, nhưng mà quý giá lắm. Cảm ơn các bạn. Sẽ cùng nhau trên con đường này thật là lâu nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.